Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Rất vui mừng khi gặp lại quý vị và các bạn trong cái video lần này. Hôm nay em giới thiệu 3 chiếc âm ly nghe nhạc, giá cũng hết sức bình dân. Đợt này em cũng chưa về được âm ly, nhưng tiện đâu này đang có 3 cái thì em quảng cáo. Còn đâu sau về thêm em quảng cáo sau. Em đang về thêm khoảng tầm chục cái nữa. Đây là chiếc đầu tiên ở trên cùng. Em nhắc đến là chiếc âm ly Technics Z36. Con này dùng chạy em chưa mổ nhưng chạy IC, công suất 55W. Anh em nhé, các chức năng của nó thì con này có đường mic này, đường mic để phát biểu thôi, cái mic này không hát được. Echo này không không tác dụng, echo này không tác dụng, echo này không không hát đâu, dòng này thì không hát được. Và để phát biểu, đây là có chức năng tắt tắt nhạc này, đến bát tép và một số chế độ, chọn chế độ đồng vào, một volume tổng, một chế độ low lớt ở đây. Đó là chiếc Omni Technic. Con này giá bán 1,3 triệu, 1,3 triệu con Technic này. Con dưới này con Sony, con Sony mặt đen tuyền này. Con này công suất 145W, F500 màu đen. Con này thì mọi chức năng của nó thì không có gì nhiều, anh em có thể chọn AB hoặc là A vào B, các chức năng chọn. Đây là bên jack, là bên thu âm thì ta không dùng đến, từ bên tín hiệu input vào thôi là ta chọn được thôi. Volume tổng ở đây và chức năng bass chép ở đây, ba đăng cân loa, có low note. Một số chức năng nữa thì em chưa tìm hiểu. Con này có giá là 2,2 triệu, công suất 145W. Này có 3 cái nhạc thôi. Cái cuối cùng đây là con Builder SA7000. Con này công suất 130W của Builder. Chức năng của nó thì cũng không khác gì nhiều. Một số chức năng thì có thể ở Việt Nam mình không dùng đến, như hai cái nút này này em cũng chưa biết để dùng để làm gì. Mono City ở đây, chép bát chép ở đây, low note, đây là low note. Còn đường mic này thì là còn mic ở đây để làm gì không biết, mic này. Còn các chế độ chọn vào đây, volume và ba lăng cân loa là ở giữa, ở cái volume trong này. Chiếc Omni này có giá là 2,5 triệu. Em sẽ về âm thêm đi âm đi sau. Trong video này em mới có 3 cái thì em quay 3 cái trước. Anh em có nhu cầu mua bất cứ một cái nào thì xin gọi trực tiếp cho em theo số tại 0904612323. Và bà con nhớ đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất về âm thanh. Rất nhiều đồ bãi giá rẻ ở Nhật lần này em về rất nhiều. Và xin cảm ơn mọi người. Chào mọi người.